Anh Tám à, hôm nay tôi qua đây gặp anh á là để gửi anh lại cái tờ lịch trình đi du lịch này nè anh Tám. Anh coi anh gặp bên công ty du lịch đó, rồi anh hỏi về cái chuyện tiền bạc á của tôi với bà con như thế nào đó, thì anh đầu lại giùm cho tôi đi. Anh cũng biết đó, tôi với bà con tin tưởng anh dữ lắm á, nên mới đưa tiền nhờ anh đóng giúp. Chứ còn phía bên công ty du lịch đó, tụi tôi có biết ai đâu để mà qua đó mà để mà thắc mắc vấn đề mà có đi du lịch hay không chứ anh Tám. Thì việc này tôi cũng ái ngại với bà con xóm mình lắm. Anh với lại bà con yên tâm đi, cái vụ việc này á tôi đã trình báo với lại bên chính quyền, sớm muộn gì á cũng tìm ra được các đối tượng để mà lấy tiền lại trả lại cho bà con. Anh với bà con hãy yên tâm. Anh đã nói vậy rồi thì thôi, bây giờ tôi về. Tôi chờ tin vui anh nha anh Tám. Tết nhất tới nơi rồi mà mấy hôm nay tôi như ngồi trên đống lửa vậy đó. Tại vì ngày nào cũng có bạn bè, đồng đội cũ, hàng xóm, bà con tìm tới nhà. Ông ấy thì gọi điện tới đòi lại tiền đăng ký đi du lịch, mối cũng là tôi. Dạ, chú cứ xem kỹ đi. Đợt này công ty của tụi con á có tổ chức một cái tour du lịch đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm. Với chất lượng rất là tốt, phục vụ cho chú là chỗ ở cao cấp sang trọng, những món ăn rất là đặc sắc, đặc sản của Nha Trang. Mà giá cả là bao nhiêu? Mà sao không biết nhà chú mà cưng vô tới tận đây? Dạ, về giá thì chú yên tâm, rất là rẻ, chỉ có 1,5 triệu trên một người là bao trọn gói cho chú luôn. Còn nhà chú á là con đến xóm mình nè, con hỏi nhà chú Tám, chủ tịch của hội cựu chiến binh xã, thì ai cũng biết. Lúc cậu nhân viên công ty du lịch đưa cho tôi coi cái tờ lịch trình đó, tham quan thì thấy trong đó ghi rất là chi tiết, ăn ở ngủ nghỉ, các điểm vui chơi đầy đủ hết, đúng y như lời giới thiệu. Nhưng mà tôi thì cũng còn băn khoăn ở chỗ là cái giá quá rẻ. Tại vì tôi sợ mấy chỗ du lịch mà rẻ như vậy thường cũng là dịch vụ cũng không chất lượng lắm, sợ đóng tiền đi rồi lại không như mình mong đợi, cho nên tôi cũng hơi đắn đo cảm giác một chút. Ừ, mà tại sao con không đi qua nhà khác mà phải là nhà chú? Dạ, đây là chương trình mừng xuân Tân Sửu của công ty tụi con dành cho những gia đình mà có công với cách mạng giống như chú. Cái giá gốc của nó là tới 3,2 triệu, nhưng mà tụi con tri ân cho nên giảm chỉ còn là 1,5 triệu. Giờ đợt này thì có dịp thì không đi thì muốn đi sao được, nó uổng quá. Nhưng mà 3 triệu mà đi mà nó thoải mái thì dễ quá, nhưng mà không biết cái được hay không đây nè. Dạ, về cái chuyện tiền bạc á thì chú không cần phải lo. Vậy nè, công ty tụi con á rất là ưu đãi, sau khi chú đi du lịch về chú mới thanh toán số tiền đó. Đặc biệt hơn nữa là chú hài lòng với dịch vụ mà tụi con phục vụ cho chú mới trả tiền. Mà nếu chú không hài lòng thì chú không cần phải trả. Ủa? Vậy hả? Dạ. Trời, nếu vậy là đi xong về mới trả. Dạ. Khi nghe cậu ấy nói như vậy thì tôi được lợi quá rồi. Lúc này thì tôi không còn cảnh giác gì nữa hết trơn. Tất nhiên là tôi đồng ý tham gia liền. Cái gì cái chứ không đưa tiền trước thì mình đâu có sợ mất mát tổn thất cái gì đâu. Công ty lại có địa chỉ hẳn hoi nữa. Với lại tranh thủ tôi đưa bà nhà đi du lịch cho biết luôn. Bao giờ mới có việc tốt như vậy nữa. Thôi sẵn cái chuyến này thì dự con đặt cho chú 2 vé đi. Dạ. Nhưng mà đi về mới trả nha. Chứ mà con đòi liền cho chú không chịu đâu á. Dạ là con hứa là chắc chắn. Tại vì công ty của tụi con á là làm ăn rất là uy tín, không có nói 2-3 lời đâu. Vậy bây giờ chú đồng ý đi đúng không? Đúng rồi. Đây. Vậy bây giờ con sẽ xin thông tin chú để làm cái thủ tục. Tôi thấy bên công ty này làm ăn chuyên nghiệp lắm. Ngoài việc hỏi thông tin cá nhân, họ còn hỏi thăm về vấn đề sức khỏe để phục vụ gia đình được tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy an tâm. Sau khi hoàn thành xong thông tin thì con sẽ nộp về công ty.
đến ngày đi á thì sẽ có xe đến tận nhà để đưa rước cô chú. Vậy đó hả con? Dạ. Thôi sướng vậy ta. Chú yên tâm, chất lượng phục vụ của bên công ty tụi con rất là tốt, sẽ làm hài lòng cô chú mà. À mà đợt này là có những gia đình có con cách mạng được đi hết trơn luôn hả con? Dạ đúng rồi chú. Tại vì tụi con tổ chức đi theo đoàn cho nên sẽ có những cái người đồng nghiệp ngày xưa của chú đi luôn. Ôi vậy thì hay quá. Dạ. À mà chú, trên cái tờ lịch trình á có số điện thoại của anh hướng dẫn viên du lịch cho đợt này, thì chú có những thắc mắc trước, trong và sau chuyến đi thì chú cứ liên hệ trực tiếp với ảnh. Ảnh sẽ thay mặt công ty của con để giải quyết những thắc mắc của chú. Ok, đây là số điện thoại của nhân viên đúng rồi đúng không? À, chú xem thấy rồi. Dạ. Vậy xong hả chú? À, dạ. Ok, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ, vậy xin phép chú con về. Chúc chú và cô có một chuyến đi du lịch vui vẻ nha. Dạ. Dạ, chào chú. Rồi, con về nha. Dạ. Công ty họ làm việc rất là chuyên nghiệp nha, chỉnh chu hết tất cả mọi thứ. Gia đình tôi chỉ có việc đi thôi à. Sau 4 ngày 3 đêm du lịch, được trải nghiệm dịch vụ y như lời người nhân viên tư vấn nói, thì tôi thiệt rất là hài lòng. Và cũng cảm ơn công ty đã tạo điều kiện để vợ chồng tôi được đi du lịch quá sang mà cái giá lại quá bèo. À, một tuần sau ngày đi du lịch trở về á thì cậu ấy lại tìm tới nhà. Dạ. Sau chuyến đi du lịch vừa rồi thì chú cảm thấy như thế nào? Rất hài lòng. Gọi là cực kỳ hài lòng luôn. Dạ. Từ cái khâu mà của nhân viên á, là phục vụ ăn cần, chú sẽ chấm cho tụi con là 11 sao. Dạ. Thấy chú hài lòng là tụi con vui rồi. Thì sẵn đây hôm nay con ghé thăm chú, với lại cũng có một số chuyện muốn bàn với chú luôn. Chuyện gì con? Dạ đây. Dạ đây. Đây là cái lịch trình mới du lịch của công ty tụi con vừa mới ra. Đó là đi 3 địa điểm nha: Phan Thiết, Mũi Né, Bầu Trắng, 3 ngày 2 đêm. Đây là cái chương trình kích cầu sau dịp Tết Dương lịch với giá rất là ưu đãi, chỉ là 1 triệu một người. Mời chú xem. Chú thấy hấp dẫn không? Ủa, vậy là cô chú được đi nữa hả? Dạ. Nhưng thấy kỳ không con? Tại vì vừa rồi cô chú đi rồi. Nói thật, cô chú cũng muốn đi lắm á, nhưng mà vì sức khỏe á, thành ra là chắc chú không đi được này đâu. À dạ. À, thì chú có thể đi cũng được, mà không đi cũng không sao. Nhưng mà con tính nhờ chú việc này. Chú là chủ tịch hội cựu chiến binh của xã, thì chắc chú quan hệ và giao tiếp rất là rộng rãi, thì mong chú hỗ trợ tìm khách hàng giúp cho công ty tụi con. Tìm kiếm khách hàng cho công ty con? Dạ. Biết được không? Con nghĩ là chú làm được mà, chú quan hệ rộng đâu có sao đâu. Với lại vậy này chú, chú mà tìm được khách hàng á thì chú sẽ được công ty của con á trích phần trăm hoa hồng cho chú là 15%. Ví dụ như chú tìm một người thì một người đó sẽ đóng 1 triệu, thì chú sẽ được là 150 ngàn. Vậy là 15%. Dạ. Là 1 triệu một người là chú có được 150. Dạ. Nhưng đặc biệt là đợt này khi mà chú tìm được người đúng không, thì chú phải thu tiền của họ trước, chứ không giống như lần trước là mình đi về rồi mình mới trả tiền. Ủa, nhưng mà sao lần này phải thu tiền trước vậy con? Dạ, thật ra là vậy nè chú. Tại vì đợt trước á, mình đi Nha Trang thì bên công ty của tụi con á, có liên kết với khách sạn ngoài Nha Trang rồi, thì không cần thu tiền trước của khách hàng. Nhưng mà đợt này mình đi tới 3 địa điểm và cái chi phí nó sẽ cao hơn. Mặc dù là chi phí chỉ là 1 triệu một khách hàng thôi, nhưng mà tụi con phải chi ra rất nhiều khoản. Cho nên ví dụ như khách hàng đăng ký rồi và khách hàng không đi, thì tụi con phải bỏ tiền túi ra đi bù. Mà không những vậy thì sẽ bị mất uy tín với những cái địa điểm du lịch tụi con liên kết nữa. Cho nên buộc phải thu tiền trước của khách hàng. Bây giờ chú cứ suy nghĩ đi, một khách hàng á là chú được 15%, 10 khách hàng là chú được bao nhiêu rồi? Tới 1 triệu rưỡi, chưa kể là 20 khách hàng, 30 khách hàng, 40, 50 nữa. Con nghĩ với mối quan hệ rộng của chú á, thì sẽ tìm kiếm được rất nhiều người. Nhưng mà không như vậy nha, sau khi chú thu tiền trước của khách hàng xong, thì tiền hoa hồng của chú sẽ được trích ngay lập tức, chứ không có bị giam gì cả. Rất nhưng mà hấp dẫn. Cho chú hỏi nè, lần này cũng giống như lần trước chú đi đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng là tất cả là nhân viên đều lo chu đáo cho khách hàng hết đúng không? Dạ, điều đó thì chú yên tâm.
chính bản thân chú và gia đình đã được trải nghiệm rồi đúng không? Thì về chất lượng nè, ăn ở khách sạn, rồi về món ăn hay là đến những địa điểm du lịch thì chú đâu cần phải mua vé đâu. Chú được bao trọn gói từ A đến Z luôn. Tôi nhận thấy trong chuyện này tôi không có mất mát gì hết. Thứ nhất là tôi đã trải nghiệm dịch vụ rồi, cho nên tôi cũng hoàn toàn tin tưởng phía công ty du lịch này làm ăn cũng đàng hoàng. Thứ hai là tôi cũng muốn cho bà con, bạn bè tận hưởng những chuyến du lịch xịn mà giá lại tốt nữa. Thứ ba là số tiền hoa hồng tôi nhận được thật sự rất là hấp dẫn, cho nên tôi cũng đồng ý với cậu ấy. Nhưng mà chú không dám hứa chắc đâu nha. Bây giờ chú chỉ cần đồng ý là tìm kiếm khách hàng giúp cho con. Còn cái chuyện mà mình kiếm được bao nhiêu khách hàng thì chuyện đó tính sau đi hen. Dạ. Vậy thôi xin phép chú con về. Có thắc mắc gì thì chú cứ gọi trực tiếp cho con. À, dạ. Lần này là gọi trực tiếp cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Chú cứ giữ lại cái bản lịch trình này nha để tư vấn cho khách hàng khác. Rồi rồi rồi. Nhớ nha, phần trăm là tới 15% lận. Càng nhiều khách hàng thì tiền của chú càng nhiều. Chú chỉ cần thuyết phục khách hàng. À mà không, không cần phải thuyết phục nữa. Chú chỉ cần kể lại những trải nghiệm của chú sau khi chuyến du lịch lần trước như thế nào thôi. Vì từ những cách phục vụ, cách ăn uống, cách ở, rồi cách đi du lịch vui vẻ như thế nào cho họ nghe, bảo đảm họ sẽ thích. Con hy vọng sẽ có rất nhiều người khác để được đi du lịch mà vui vẻ thoải mái giống như chú. Vậy hả chú, xin phép chú con về. Rồi, thôi con về ha. Dạ. Chào chú. Ok, con về ha. Sau khi cậu nhân viên công ty du lịch về rồi, tôi mới liên hệ với các anh em trong hội cựu chiến binh, bạn bè, người thân, bà con trong xóm và kể lại cho họ hết những gì tôi đã trải nghiệm qua lần du lịch trước. Thành thử là giờ tôi mời bà con qua đây để mà nghe chương trình của tôi đi vừa rồi. Đã lắm. Nè, bà con tham khảo đi ha. Ừ, được con. Nè nè. Nè, thì con coi đi con tham khảo luôn. Vừa rồi á thì tôi đi theo đoàn và trong cái chuyến đoàn đó có một anh thanh niên đó hướng dẫn viên của du lịch á rất là tốt và rất tỉ mỉ từng chi tiết hướng dẫn cho mọi người á, ai cũng có một chương trình đi vui vẻ hết trơn á. Anh ấy đã cho số điện thoại từng người ai cần gì á và muốn tham quan ở đâu anh ấy là người đưa đi hết. Rất là thú vị. Bởi vì đợt này mời bà con qua đây á là chúng ta cùng nhau tham gia cái chương trình này đi. Hay lắm, bổ ích cho mọi người nữa. À, mọi người coi coi như thế nào. Rồi chúng ta cùng vô đi ha. Đầu tiên là cho chú Tám trải nghiệm chuyến du lịch chất lượng giá rẻ. Kế đến là nhờ chú tìm khách hàng với mức chiết khấu hấp dẫn dành cho chú. Điểm khác biệt duy nhất chính là lần này công ty thu tiền trước và đáng nói hơn, những khách hàng tìm được đều chỉ biết thông tin đầu mối là chú Tám, chứ không hề gặp trực tiếp người của công ty du lịch. Mọi việc có đơn thuần như những gì đang diễn ra hay là một cái bẫy đang chờ? Hãy cùng xem tiếp quý vị nhé! Vậy là thôi, vậy thì bây giờ là tôi ở đây là đóng tiền cho anh hết luôn á. Ừ, mọi người đóng tiền cho tôi đi. Ta tới ngày đi là đầu xe ta đi rước mình đi mà. Ê, đây, vợ chồng con rồi đây. Rồi, hay quá. Rồi, con Đức Ngọc ha. Rồi. Rồi, con. Đây, con gửi chú. Rồi, chú ba nữa. Rồi, Ngọc đây phải không? Rồi. Rồi. Chị nhớ sao đây? Tên để nhớ. Nhớ nhớ chứ chứ. Bà con trong xóm mình mà. Thằng lẽ tôi quên. Sau vài ngày giới thiệu với mọi người về chuyến tham quan á thì người này nói người kia truyền tay nhau thì có tất cả 30 người đăng ký đi. Tổng cộng tôi nhận được là 30 triệu. Tôi gọi điện báo cho cậu nhân viên công ty du lịch biết và cậu ấy nói là tôi tự trích tiền hoa hồng ra 15% là 4,5 triệu rồi ra ngân hàng gửi vô tài khoản cho cậu ấy là 25,5 triệu còn lại đó. Sau khi chuyển tiền xong thì tôi gọi điện thoại để báo cho cậu ấy biết thì trời ơi, không cách nào liên lạc được, số điện thoại bàn trên tờ lịch trình cũng không có thật luôn. Tôi gọi cho người hướng dẫn viên du lịch cũng không được luôn. Hoảng quá, tôi liền đến ủy ban xã nhờ tìm hiểu, giúp đỡ thì mới biết công ty du lịch này là công ty ma. Tất nhiên là người nhân viên đó cũng là một kẻ lừa đảo. Đó, đây là một chiêu lừa có hệ thống,
chúng tung ra ưu đãi ban đầu cho đồng loạt rất nhiều người giống như tôi. À, và họ cũng như tôi đều là câu khách giùm cái công ty lừa đảo này. Sau khi bị lừa, chú Tám đã nhận ra rằng bọn bất lương đã thành công khi sử dụng chiêu thức thả con tép bắt con tôm bằng chiêu lừa khá tinh vi thông qua chuyến đi khuyến mãi lần trước. Và rồi chú đã trở thành con tốt thí thần. Sau khi huy động hàng chục triệu chuyển qua tài khoản là chúng lập tức cao chạy xa bay, để lại món nợ trên 25 triệu đồng mà chú là người lãnh đủ. Quang Huy nghĩ rằng giá như chú cảnh giác hơn, giá như chú không động lòng trước món tiền môi giới kia thì đâu đến nỗi phải ngậm đắng nuốt cay như ngày hôm nay. À, cảm ơn con. À, bé. Dạ. Con đổi giùm chú cái ống hút khác nha. Con đổi cái màu khác. Chú muốn lấy màu gì? Con lấy màu vàng hay màu xanh cũng được, đừng lấy màu trắng, màu đỏ, màu đen nha. À, giúp chú cái. À, rồi, cảm ơn con. Alo. Dạ, alo. Em chào anh ạ. Em là bên nhân viên của công ty người trong đất đó anh. À. Em đến quán cà phê anh hẹn rồi nhưng mà em không thấy anh đâu. À, cậu bước vô giùm sâu ở trong á, tôi ngồi ngay chỗ mà cái hồ nước thác nước giả đó. Dạ. Mặc cái áo màu xám nha, quần màu xanh dương. Dạ. Đây em ơi. Dạ. Ngồi đi. Dạ em chào anh. Rồi, chào em. Kêu nước gì uống cái. Dạ. Cho ly cà phê đá em ơi. Dạ em chào anh. Em gửi anh ở cặp visit. Dạ. Em tự giới thiệu với anh, em là Hiếu, nhân viên bên công ty dịch vụ cho thuê người sông đất. Em nhận và chịu trách nhiệm về hồ sơ của anh. À, dạ. Đúng rồi. À, cảm ơn anh Ngưng. À, gái. Con đổ một chú luôn cái ống hút màu khác luôn. Đừng lấy màu không, đỏ. Em hợp mạng này, em hợp màu đỏ. Mạng em hợp màu đỏ. À, vậy hả? Dạ. Anh cũng phong thủy quá ha. À, anh có thể cho em biết được là ai là người giới thiệu anh, hoặc là cái cơ duyên nào mà đưa anh đến và anh biết được cái công ty dịch vụ cho thuê người sông đất bên em? À, chuyện là vậy. Năm rồi anh làm ăn nó không được suôn sẻ. Dạ. Đụng là thua. Nhưng mà anh có một người bạn làm cùng ngành luôn. Ổng làm đụng là thắng. Phất lên như diều. Anh hỏi tới hỏi lui nhiều lắm rồi. Phát hiện ra là năm rồi á, Tết, ảnh mới thuê cái người sông đất đó. Mà phù hợp tuổi gì đó. Thành ra năm rồi ảnh làm chúng. Đúng rồi. Năm nay anh quyết định là Tết sẽ thuê cái người sông đất hợp tuổi với mình. Dạ. Thành ra anh lên mạng á, anh coi anh thấy công ty của em. Dạ. Anh, ông bà mình thường nói á, mưu sự là tại nhân, nhưng thành sự là tại thiên. À. Cái người mà sông đất đầu năm á, cho một cái gia đạo, nó cực kỳ quan trọng. Anh chọn bên công ty của em là anh an tâm. Cái ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp người nhân viên này á, là bề ngoài đỉnh đạt, tác phong thì chuyên nghiệp. Chưa hết, tôi thấy cậu ta rất là sành sỏi, nói chuyện thì mạch lạc, có nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực phong thủy. Vì hai ngày trước á, sau khi mà tìm hiểu về cái dịch vụ này á, bên phía công ty có gửi cho một bản kê khai tất cả mọi thông tin của tôi và gia đình. Thì từ ngày sinh, số tuổi, rồi bổn mạng, rồi công ăn việc làm, như thế nào vậy đó. Tôi đã ghi rõ ràng và đúng sự thật của từng một. Giờ cậu ta có tất cả những thông tin này của tôi thì cũng không có gì là lạ hết. Sau khi mà nhận được cái bản kê khai online này á, thì bên ban giám đốc của em cùng với lại 20 thầy phong thủy nổi tiếng nhất nước ngồi lại và quyết định cho ra một cái ngày. Đó là ngày 14 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 3 Tết, là cái ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa dành cho cái cung mạng của anh. Đó, mà may mắn vậy nè, bên công ty của em cũng đã tìm được một người hợp tuổi hợp mạng để xong đất nhà anh. Bên công ty của em cũng đã tìm được một người hợp tuổi hợp mạng để xong đất nhà anh. Tôi tò mò liền đọc thông tin của người đó. Rồi á, thiệt là tôi cũng có tìm hiểu và đọc nhiều sách tử vi rồi phong thủy.
cũng biết sơ sơ ai là người hợp tuổi, hợp mạng với mình. Nhưng vì cái xông đất đầu năm là chuyện rất là quan trọng, tôi lại không rành rẽ nên là đâu có dám tự ý được. Thì đọc xong thì thấy bát tự của người xông đất này đúng là có khớp với những gì mà tôi đã tìm hiểu luôn. Tôi hài lòng vô cùng. Anh, em gửi anh cái bản hợp đồng. Đây, bản hợp đồng bên công ty em. Anh xem giúp kỹ với em rồi, kỹ nha anh. Ủa, cái này anh thuê cái người đó vô xong đất thì tớp thôi mà cũng hợp đồng nữa hả? Có chứ anh, sao lại không? Bên công ty em làm là cực kỳ chuyên nghiệp. À. Và anh xem kỹ giùm em trong này nè, trong này nó có những điều khoản ràng buộc. Đúng rồi, anh cứ xem kỹ đi. À, để anh xem. Dạ. Làm việc mà có hợp đồng rõ ràng như vậy khiến tôi cũng an tâm, tin tưởng mình đã lựa chọn cái dịch vụ uy tín như vậy. Nhưng mà đọc đến cái đoạn mà nghĩa vụ của bên B á, tức là phía tôi đó, thì có thấy chút kỳ kỳ. Cho anh hỏi cái này cái. Ở cái điều khoản này nè ghi là từ ngày giao thừa cho đến hết mùng 2. Dạ. Rồi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng ngày mùng 3 anh không được tiếp bất kỳ vị khách nào. Dạ đúng rồi anh. Và anh chỉ được ở nhà một mình, kể cả người thân cũng không được ở nhà. Dạ, để em giải thích cho anh hiểu. Tức là vậy nè, theo như anh biết á, cái phong tục ông bà mình ngày xưa đến giờ á, cái người xông đất vào một cái ngôi gia đầu năm cực kỳ quan trọng. Ừ. Vì nó quyết định được tất cả cái sự hạnh phúc, may mắn, thành công và trong cái gia đạo đó suốt một năm đó. Đúng không? Anh theo anh biết là như vậy đúng không? Ừ, cái đó thì anh biết. Anh thắc mắc á, là cái phần người thân nè. À, tại sao người thân cũng không được ở nhà, trong nhà nữa? Dạ, cái này để em giới thiệu cho anh biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về phong thủy. Thì cái ngày sinh bát tự của chị á, và các cháu nhỏ chỉ hợp với anh thôi. Còn với cái người xông đất thì không có hợp. Anh hiểu không? Đó, nên khi mà vào cái khung giờ đó mà chị và các cháu nhỏ ở nhà thì người xông đất bước vào cũng như không. Anh hiểu được không? Mất giá trị. Mất giá trị, đúng rồi. Thì anh biết rằng lúc trước có nhiều gia đạo á, người ta cũng cãi lời bên công ty em, hợp đồng thì ký nhưng mà cãi, xong rồi làm ăn thua lỗ trong năm đó, thất bại, gia đình phải tán ly, tự nhiên quay ngược lại trách công ty của em. Cậu ta còn nói thêm nếu mà tôi thấy nghi ngờ, không đồng ý với yêu cầu của bên công ty á, thì bên công ty sẽ không hợp tác nữa, vì mà nếu nhận uy tín công ty sẽ bị mất. Nói chứ tôi nghe đến làm ăn thất bại rồi gia đình ly tán mà tôi sợ, tôi lo dữ lắm. Dạ, nhưng mà anh cũng không lo. Bởi vì á, từ khung giờ 7 giờ đến 10 giờ á, là chị và cháu các cháu á ra ngoài thôi. Còn sau giờ lành á, từ 10 giờ trở đi á, thì anh vẫn đón khách và chị với cháu vẫn về bình thường mà. À, anh hiểu không? Nghĩa là sau khi cái cậu xông đất á, dạ, cái người phù hợp tuổi tôi á vô xông đất rồi. Đúng rồi. Là vợ con tôi cứ việc về nhà. Việc về nhà rồi anh đón khách sau 10 giờ. À. Uống nước đi cậu. Dạ dạ, anh đọc kỹ giùm em. Do có phần mê tín là bị thuyết phục bởi lời lẽ của người tư vấn, cũng không nghĩ đến việc ở nhà một mình đón người xông đất tiềm ẩn nguy cơ gì, nên ông ba cũng không thắc mắc thêm. Tuy nhiên, yêu cầu kỳ lạ này chỉ đơn thuần muốn tốt cho gia chủ hay còn ẩn chứa mưu tính gì? Cùng theo dõi tiếp quý vị nhé. Và tiền. Dạ, cái này á là em nói anh nghe, cái này á là cái lễ cúng thôi. Bởi vì á bên công ty của em á, cái phí anh trả cho người xông đất á là trong đó là bao gồm hết tất cả tiền lễ cúng rồi là bên công ty em lo hết. Còn cái tiền này á là anh chỉ đưa cho cái người xông đất. Xong á, trước khi cúng là anh đưa cho người xông đất. Rồi trong cái giờ hoàng đạo cúng á, giờ lành á, thì người xông đất cầm cái số tiền đó, tư trang đó, cái hiện kim đó đưa lại cho anh. Anh hiểu không? Đưa lại cho anh giống như là anh được lộc vào đầu năm á. Nghĩa là tôi đưa tư trang cùng với tiền bạc gì đó cho cái cậu tới xông đất đó. Dạ. Xong rồi cái cậu đó đưa lại cho tôi. Dạ. Ủa vậy đâu có tác dụng gì đâu. Có tác dụng chứ anh. Tức vậy nè, anh đưa, khi anh đưa cho người bạn mà tới xông đất cho anh á, là đưa trước cái giờ hoàng đạo, trước cái giờ cúng á. À. Thì khi trong cái giờ cúng, bạn đó sẽ bước vào và đưa lại tư trang nó lại cho anh.
Đó, đưa lại cho anh sau giờ cúng. Anh cầm cái số tư trang đó anh đi cấp bình thường. À, giống như là Tết nhận lộc đó, đúng không? Cái lộc đầu năm á. Thiệt là đúng năm nay á, tôi đã cố gắng chống chọi, xây đầu này đầu kia để không bị mắc nợ, là trời cũng thương lắm rồi. Tôi bí bách lắm nên mới nương nhờ vào cái chuyện tâm linh như vậy. Nghĩ đây là dịch vụ làm ăn đàng hoàng, có địa chỉ hẳn hoi, hợp đồng đóng mộc rõ ràng, giá cả thì cũng không có quá cao. À, anh xem kỹ ký giùm em, bên kia có ban giám đốc em ký rồi. Dạ. À, sau khi mà anh ký vô đây á, anh đồng ý thì anh hoàn toàn phải nghe theo các thủ tục bên công ty em đưa ra. Tức là đúng vào khung giờ từ giao thừa cho tới mùng 3 Tết, vào khung giờ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, khung giờ đó là chỉ tuyệt đối chỉ có một mình anh ở trong gia đạo này thôi. Ừ, anh nhớ rồi. Anh hiểu không? Dạ. Ông ba nghĩ rằng đây là sự dặn dò chân thành của người nhân viên, tất cả vì muốn ông có được một lễ cúng chỉnh chu để cả năm gia đạo bình an, tài lộc dồi dào. Nhưng ông không ngờ rằng đó đều là những toan tính. Dạ, thôi thì thần năm mới cũng sắp tới rồi. Em cũng đại diện công ty gặp anh lần đầu tiên. Chúc cho anh vạn sự như ý, điều khó đẩy lui, tiền vô đầy túi. Anh cảm ơn. Chúc dạ. Em với công ty của em làm ăn phát tài á. Dạ anh ba, cái đại lễ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ anh ba có chắc với em là trong cái khung giờ lành này á là chỉ có một mình anh ba ở nhà đúng không? Chắc có mình anh thôi, vợ con anh đi chúc Tết bà con rồi. Dạ. À, rồi còn cái hiện kim mà em nói anh ba chuẩn bị đâu? Đây. À đây hả? Giờ lành cũng sắp tới rồi, cái người mà xong đất chắc người ta cũng sắp tới. À, có chung cửa kìa, anh ra anh mở đây. Ừ, để anh ra đón. Dạ, anh chào chú ba. Rồi, chú chào con, năm mới. Dạ. Chú mời con vô. Dạ. Dạ, một lần nữa là con chào chú ba. Dạ, con tên là Thắng Tài. Năm hết Tết đến là con có chút quà, con biếu cho chú ba. Dạ, con kính chúc chú ba là năm mới á, là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, muôn vàng hạnh phúc. À, hay quá. Nghe con chúc Tết đó là thấy hơn cả năm rồi đó. Dạ, con nữa. Đây, con mừng tuổi chú ba luôn. Ồ, chú ba cảm ơn Tấn Tài. Dạ. Giờ chú ba cũng năm mới, chúc cho con là làm ăn là phát tài, phát lộc. Ha, Tấn Tài nghĩa là tấn tài. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú ba. Rồi, đây, chú ba mừng tuổi Tấn Tài. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, sẵn mừng tuổi này luôn. Đây, anh chúc cho Hiếu á là dạ, làm ăn cũng Tấn Tài giống này, nhưng mà lấy Tấn Tài rồi mày tấn tộc đi. Dạ, cảm ơn. Rồi, tấn tới đi. Dạ, rồi. Rồi, năm mới vui vẻ nha anh vui quá, năm mới vui quá. Rồi. Thôi, cũng giờ lành tới rồi, mình cúng cho kịp giờ anh. Rồi, tấn tới cái đến xuống rồi. Dạ. Đem lên nha. Rồi, anh quỳ xuống. Xong rồi anh cầm bài khấn này. Em đưa nhang cho anh. Anh khấn thế thôi nha. Ha. Rồi, để nhớ rồi, nhớ rồi. Cử quyền tất tổ chi gì đi thần người ta chứng nha anh. Đây. À, anh ba, đây cha này. Quý vị chắc cũng đã nhận ra mưu mô của người nhân viên này rồi đúng không ạ? Yêu cầu gia chủ chỉ được phép ở nhà một mình và chuẩn bị nhiều tư trang để trong năm có được tài lộc dồi dào. Chỉ nghe qua thôi là đủ thấy sự bất thường. Nhưng vì mê tín và muốn vực dậy kinh tế gia đình,
khiến cho ông bà không suy nghĩ thấu đáo để giờ đây phải nhận lấy một bài học đắt giá. Tôi tỉnh dậy lúc đó cũng khoảng 10:30, thì vợ tôi với con trai tôi lay tôi dậy, thấy mất hết tài sản tiền bạc và tư trang. Tôi biết ngay là mình đã bị sập bẫy của hai kẻ lừa đảo này. Ngay sau đó tôi liên hệ đến cái dịch vụ thuê người xông đất, thì mới tá hỏa ra khi biết tin người thuê nhân viên tên Hiếu đó đã nghỉ việc được một tuần rồi. Tức là sau khi mà tôi đăng ký thông tin, hắn ta tiếp tục nhận hồ sơ của tôi, rồi báo với công ty là tôi không đồng ý thuê người nhưng đã âm thầm tự làm một mình. Bị lừa rồi tôi mới nhận ra rằng làm ăn là phụ thuộc vào thị trường, mặt bằng kinh doanh, về mặt hàng kinh doanh, những yếu tố thực tế chứ không phải những yếu tố tâm linh. Hóa ra người nhân viên và người xông đất là đồng bọn của nhau, đã bày trò lừa đảo, tuy không mới nhưng vẫn lừa được khá nhiều gia chủ nhẹ dạ cả tin thưa quý vị. Má, con ra chuyển phát nhanh con giao hàng cái nha. Ủa, rồi con tính không đi bộ hả? Sao không đi xe đi? Trời, gần kế bên đây mà đi xe chi má. Trời ơi, thì má biết là gần rồi, nhưng mà con ôm nguyên thùng hàng vậy đi bộ chi nó nặng nề lắm. Trời ơi, tại vì má thấy nó cồng kềnh vậy thôi chứ không có nặng đâu. Với lại giờ má nghĩ coi, con đi ra ngoài chuyển phát nhanh đó, rồi cái chỗ đó, cái bãi xe đâu rộng rãi đâu. Với lại mà nếu con đậu xe ngoài đường á, rồi đâu ai trông coi. Bởi vì con đi bộ cho lành, ha. Ừ. Dạ. Ô, má, má muốn bò ha, sẵn con mua luôn. Ừ. Thôi con đi đi. Dạ. Cô ơi cô, cô có phải cái người nhà của anh áo đỏ mới ôm cái thùng hàng đi giao cô? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, anh làm góp tiền ở đây nè cô. Thôi cô ra cô lụm đi đó, tao lụm mất á. Anh con mới thấy anh làm góp tiền nè. Nè cô. Trời ơi, đi sao mà góp tiền lụm la nè. Nó làm rớt á hả? Dạ, dạ. Trời ơi, cô lụm đi. Trời ơi, cái thằng này, tiền của nó làm rớt hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Mới đi ra con thấy liền, thấy đây con chạy lên kêu cô. Trời ơi, cái thằng này sao mà nó sơ ý vậy? Má tôi kể, lúc đó má hơi rối. Nghe người thanh niên diễn tả, đúng bao nhiêu tôi. Má ra trước hẻm, thấy đúng là có tiền rớt thiệt. Cứ tưởng là tiền của tôi làm rớt, cho nên là má xót của, tức tốc chạy đi theo người thanh niên đó. Rồi cú xuống lượm tiền, mà quên mất cái việc là phải đóng cửa nhà lại. Và tất nhiên là cái xe của tôi vẫn còn nằm ở trên sân. Lúc mà người thanh niên này đưa hết lại tiền cho má rồi bỏ chạy, má nhìn theo hắn, rồi nhìn đống tiền lẻ trên tay, rồi bắt đầu suy nghĩ ra sự bất thường. Lúc này má suy nghĩ, sao tôi rớt tiền, hắn không kêu tôi lại lụm mà lại kêu má tôi đi. Mà con hẻm nhà tôi là lối vào khu trọ, buổi trưa vắng lắm, ít xe và hầu như là không ai qua lại hết. Sao hắn lại biết tôi là con của má tôi mà tới thẳng nhà? Rồi lúc này má mới sực nhớ ra là nãy đi vội quá, chưa có đóng cửa nhà lại. Xe đâu rồi? Trời ơi, mất tiêu cái xe rồi. Trời ơi. Ôi. Tôi đang gửi hàng ngoài bưu điện á, má gọi cái tôi tức tốc tôi chạy về nhà liền. Cái lúc mà con ôm cái thùng hàng đi á, má vẫn đứng đây má phơi đồ. Chứ có cái thằng đó đó, nó mặc áo đen, nó chạy vô. Nó quắc quắc, nó nói cô phải con cô, người nhà của cô mà mặc áo đỏ đỏ mới vừa ôm cái thùng hàng đi ra không? Người nhà của cô hả, làm rớt tiền đầy mà đường ở trên này, cô ra cô lộm đi. Thôi người ta lộm hết à. Má nghe nói vậy, cái má chạy ra thì má thấy tiền thiệt, tiền nó rớt đầy đường ở trên á, má mới chạy theo má lộm. Tới chừng má lộm xong rồi má quay về nhà, mất tiêu cái xe, dòm thấy cái xe con mất tiêu luôn rồi. Má mới gọi cho con liền đó. Thôi má, không sao đâu, má uống miếng trà đi, bình tĩnh lại. Má đừng bị trào huyết áp đó, có má đừng có xúc động hay là hồi hộp gì hết á, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của má. Cũng tại má xót của,
má thấy là tiền rơi toàn là tờ 150 gì 200 cũng có nữa, rơi đầy hết. Má tưởng tiền của con thì má sót của má chạy thêm má lượm, làm mất cái xe của con rồi. Nghe má kể là sự việc, tôi ngờ ngỡ nhận ra chiêu trò của mấy cái kẻ trộm xe. Cái tên mặc áo đen mà dẫn má tôi đi ra lượm tiền á, chính là cái tên mà lúc nãy tôi vừa gặp khi ra khỏi nhà. Vậy là hắn đứng đó canh tôi đi, xong rồi cố tình rải những tờ tiền lẻ như là 50, 100, 200 từ chỗ hắn đứng cho tới chỗ nhà tôi. Chính sự hối thúc và đánh vào tâm lý của người lớn tuổi hay xót tiền khiến má quên bén đi chiếc xe của tôi đang đậu ngay trên sân. Má chỉ cố lụi hụi lượm hết tiền rơi rồi lợi dụng lúc đó một tên khác vào trộm xe của tôi. Trời ơi, cái thằng này thiệt. Quá trời được rồi, rớt cái tên đó luôn, hắn đi. Trời ơi, cái thằng này thiệt. Trời ơi, thiệt tình. Mà con thấy á, trong cái rủi á, là con cũng còn có cái may đó má. May cái gì? Mất xe mà con nói may cái gì? Chứ giờ má nghĩ đi, nếu mà bây giờ mà theo như cái lời, những cái lời mà má kể với con á, đây là rõ ràng là một cái vụ dàn cảnh để trộm xe. Có một đứa là dẫn dụ má ra khỏi nhà, con chắc chắn với má luôn á, một đứa còn lại thế nào là cũng lẻn vô trộm xe mình đi rồi. Mà nếu mà trong cái quá trình nó trộm xe đó, mà lúc đó má quay về, thì lúc đó là có thể là nó dùng hung khí nó tấn công má, rồi nguy hiểm tới tính mạng của má. Đúng không? Thôi má uống trà bình tĩnh lại đi, để giờ cho má bớt lo lắng, con lên con trình báo cơ quan công an nha. Ừ, con đi con báo công an liền đi. Dạ. Báo công an liền đi con. Tôi an ủi cho má yên tâm vậy thôi, chứ tôi cũng tức dữ lắm. Tôi đi trình báo công an và theo điều tra những thông tin thu thập được từ những người hàng xóm lân cận. Có người nói thấy những kẻ lạ mặt đó cứ lảng vảng quanh nhà tôi rồi quanh xóm trọ, nên có thể bọn chúng nắm bắt được tình hình thói quen sinh hoạt, biết khi nào vắng người, khi nào đông người, biết nhà tôi có tài sản. Tôi lại thường hay đi bộ ra để gửi hàng cho khách, nên tụi nó giăng bẫy để lừa lấy tài sản. Con hy vọng rằng quý vị cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ gian. Đừng vì lời nói một phía của người lạ mặt mà mất đi sự bình tĩnh và lơ là với tài sản của chính mình quý vị nhé. Chiếc xe mà tôi đâu bán bữa giờ á là của ông anh. Giờ anh đi nước ngoài định cư rồi, xe không dùng tới á, để cũng chật nhà lắm. Với lại á, tôi cũng đang cần tiền để mà đầu tư cho cái việc kinh doanh của mình. Câu chuyện mà anh Huy gặp phải sau đây ít nhiều sẽ khiến chúng ta phải thận trọng hơn trong việc mua bán nếu như không muốn nhận thiệt thòi về phần mình. Alo. Alo, chị hỏi có số điện thoại này phải của anh Huy không ạ? Phải, tôi là Huy đây, có gì không? Em thấy anh có đăng bán chiếc thác trên mạng đó, chị em hỏi xe anh đã bán chưa? Ờ, xe anh chưa bán được em. Xe này là có phải là xe chính chủ không anh? Đúng rồi, xe chính chủ đàng hoàng em ạ. Dạ, vậy em hẹn anh xem xe vào tầm trưa mai được không anh? Khoảng chừng 2 giờ nha. Mai em đi công chuyện về xong rồi rút tiền rồi chạy đến điểm hẹn. Xe mà ok là anh em mình đi ra công chứng trồng tiền luôn. Rồi ok, vậy ngày mai 2 giờ ha. Có gì em hẹn anh ở quán cà phê đi, rồi cho địa chỉ anh tới liền. Vậy ha. Rồi bye em. Đúng giờ hẹn, tôi chạy xe ra quán cà phê sân vườn mà cậu ấy đã đưa địa chỉ. Nhưng quá giờ hẹn 15 phút á mà vẫn chưa thấy cậu ấy tới. Cho nên á, tôi chủ động gọi điện thoại lại. Alo, Cường hay em, anh Huy nè. Dạ em nghe anh ơi. Anh tới quán cà phê mà em hẹn rồi nè. Em tới dạ. Chưa? Dạ dạ em đang chạy tới anh ơi, anh chờ em xíu nha. Rồi rồi, ok em. Nghe giọng điệu cậu ấy á, hối hả lắm. Với nghe tiếng chạy xe ngoài đường nên tôi nén lại chờ. Giờ khoảng 5-6 phút sau á, cậu ấy chạy xe tới. Trên xe á, có xách theo một cái cặp táp, tầm khoảng 35 tuổi đổ lại à. Anh Huy. Dạ anh chào anh. Rồi chào em. Em phải Cường mua xe không? Dạ. Rồi ngồi đi em. Em muốn gì? Thôi được rồi anh. Anh thông cảm nha. Em đi lo mấy cái vụ giấy tờ nhà đất để sang tên qua cho em á. Cho nên hơi lâu. Hồi nãy em chạy ngân hàng chuyển tiền qua bên số tài khoản. Nếu mà xe ngon á là em chuyển tiền cho anh liền luôn. Ôi, mà sao em mới gặp anh ở ngoài mà em vô em biết anh tên Quy rồi. Trời đất ơi. Vừa vô anh thấy cái bảng số xe, với lại có một mình anh ngồi ở đây, là em biết xe của anh rồi. Rồi ok em.
em có điện thoại xíu. Alo anh nghe. Sao số chứng minh nhân của em á hả? Rồi. Anh chờ em xíu nha, em đọc chứng minh nhân cho vợ em cái. Ok em. Dạ xíu để anh đang kiếm. Ngồi đó cũng không làm gì, tôi quan sát mọi hành động của cậu ấy thì thấy cậu ấy mở cặp tab ra, bên trong có laptop. Cậu ấy lấy ra bìa hồ sơ giấy tờ là có hộ khẩu, sổ hồng, quyền sử dụng đất và hai chứng minh nhân dân, tất cả đều là bản gốc hết. Nên tôi tin những gì vừa nãy cậu ấy nói là mới đi làm thủ tục mua nhà. Vợ em nó đản chí lắm. Ừ anh, em ra em coi xe cả nha. Đi. Wow, xe nhìn còn cứng dữ anh. Ừ, còn ngon lắm. Ủa, đi một năm trời mà mới có 2,000 á anh. Ơi, nói đầu ngay á, xe này là của ông anh họ anh. Dạ. Ông đi nước ngoài định cư rồi cái sang tên lại cho anh. Ông để hồi đó để đây nè, toàn là chùm mền đúng không, chứ chạy đâu có nhiều đâu. Anh, cho em mượn chịu có xe em chạy thử 1 vòng em. Ừ, vậy ha. Dạ. Tính tiền em ơi. Ý, tính tiền chi? Ở đây coi xe giùm em quay lại xong rồi anh em mình bàn công chuyện tiếp. Đâu có được đâu, anh phải đi theo em chứ, để em chạy mình sao được. Trời đất ơi, em chạy mình thử 1 vòng cái xe máy móc nó có im hay không thôi. Nè, em để cái xe lại cho anh với lại hồ sơ nhà đất của em á. Làm ăn phải tin tưởng nhau chứ. Đúng là lúc này á, tôi cũng có phần lo lắng. Vì cũng từng biết những vụ chạy xe thử á, rồi chạy luôn. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại á, thì trường hợp này không giống như những gì tôi đã nghe. Rồi xe của cậu ấy cũng để ở đây nè. Tôi đang giữ toàn những thứ quan trọng, sao cậu ấy có thể chạy luôn được. Đang nghĩ á, mình nắm nàng cán, có mọi thông tin của cậu ấy, với cũng vì muốn bán xe cho nhanh, thì đó là việc cá nhân. Nên tôi đồng ý để mà cậu ấy chạy thử xe luôn. Ủa đã quá anh. Anh thấy em tưới em ngồi xe nhìn hợp không anh? Sang không? Được á, hợp với em á. Trời ơi, đã quá. Em chạy nha. Ừ, chạy đi. Ngó em cái xe. Ôi coi chừng giấy tờ của em để trọng á. Rồi anh biết rồi. Dạ dạ. Ôi đã quá. Với những gì đang diễn ra trước mắt mình, một người khách có ngữ điệu nói chuyện rất chân thành, có thiện chí mua xe, tiền thì cũng đã có sẵn trong tài khoản rồi, tài sản giấy tờ để lại cũng khá quan trọng. Anh Huy đâu nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh không ngờ rằng lần đưa xe máy này và sự lo lắng của anh trước đó sắp trở thành sự thật. Sao? Xe đã ghê, máy móc im ru luôn. Ừ. Em làm 1 vòng nữa nha. Ừ, ok. Anh coi, anh nhớ để ý giùm em cái cặp nha. Trời, hồ sơ quan trọng của em không á. Rồi, anh biết rồi, đến coi cho. Dạ. Yeah. Ừ. Trời ơi, lúc này á, cậu ấy từ chạy thử xe với tốc độ chậm, rồi rô ga chạy nhanh, rồi ngoẹo cua mất hút. Tôi bụng rủng hết tay chân rồi, tôi chết chân rồi, bất lực đứng nhìn theo á. Tôi không thể đuổi theo, vì thứ nhất chạy theo sao kịp, thứ hai á, tôi phải giữ với xe và giấy tờ quan trọng của cậu ấy nữa. Tôi gọi điện thoại á thì hỏi e rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không? Tôi giật mình á, khi thấy cái cặp nhà tên à, có laptop trong này mà, sao nhẹ vậy được? Hóa ra là cái laptop là mô hình, còn giấy tờ nhà đất á, thì trời ơi, cái bìa thôi à, bên trong á là giấy trắng tinh, toàn bộ giấy tờ còn lại chắc cũng là giả mạo luôn rồi. Tôi liền đi trình báo ngay cho cơ quan công an. Đến phường á, tôi kể hết sự việc. Theo điều tra thì được biết á, chiếc xe hắn để lại thế chân á là xe hắn thuê theo giờ. Đây là lần đầu tiên á tôi đang bán xe qua mạng nên đâu có kinh nghiệm gì đâu. Và đã sập bẫy màn kịch hết sức tinh vi này. Hắn ta cố tình á dẫn chuyện đã đi rút tiền rồi vừa đi làm giấy tờ nhà để tạo niềm tin chắc chắn sẽ quay lại và dễ dàng lừa được tôi. Xem ra thì nạn nhân chỉ còn biết tự trách mình vì đã quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói phiến diện của người mua mà mình chỉ vừa quen biết giao dịch trên mạng Internet. Đây cũng là bài học chung cho tất cả chúng ta.
con Huy mong rằng quý vị hãy luôn cẩn thận trong những trường hợp tương tự. Nếu người mua muốn chạy thử xe, cách tốt nhất là người bán hãy cùng lên xe với khách để có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Còn nếu giả sử có sự thế chấp tài sản thì chúng ta cũng nên kiểm tra cẩn thận về tài sản để lại phải có giá trị tương đồng với tài sản được đem đi. Có như vậy thì mới tránh được tình trạng người mua một đi không trở lại. Thưa quý vị, ngày nay rõ ràng là không thể phủ nhận vai trò của thương mại điện tử trong việc là giúp cho người tiêu dùng dễ tiếp cận với các sản phẩm, rút ngắn được thời gian mua sắm, tiết kiệm chi phí đi lại cũng như là được hưởng nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Không chỉ sử dụng mạng xã hội để bán các mặt hàng, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mà các đối tượng xấu còn lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và thực tế thì câu chuyện này được diễn ra như thế nào? Quang Huy xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ê, tôi tới rồi nè. Xin lỗi nha, tôi lại tới trễ. Tôi á chuột lỗi cho bà. Bạn sau bánh chén với lại trà tắc nè. Đừng giận nữa nha. Bực mình thiệt chứ. Ủa, tôi đã chuột lỗi với bà rồi, bà còn bực mình gì nữa. Mệt ghê á, tới trễ có tí xíu mà làm cái ghê à. Bữa nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi đi chơi với người yêu tôi á, mà tôi bỏ hết, tôi đi qua đây tôi chơi với bà cho bà đỡ buồn. Giờ bà giận tôi đúng không? Giận tôi đi về. Ê, trời ơi, cái bà này làm cái gì dữ vậy? Không phải là tôi giận bà, mà tôi đang bực mình cái vụ tôi bị lừa nè. Vậy sao bị lừa? Tôi nhớ bình thường là bà cảnh giác lắm hả? Mà bị lừa vụ gì? Thì đây nè, bà nhìn đi. Hôm bữa tôi có đặt hàng trên cái trang thương mại điện tử. Đây là cái thông tin mà hóa đơn điện tử của tôi nè. Còn đây là cái thông tin mà sản phẩm tôi nhận được á. Bà coi thử đi. Ủa, tôi thấy hai cái mã này nó giống nhau mà. Bà so sánh với lại cái hóa đơn điện tử nè, là bà thấy liền chứ gì. Ừ ha, hai cái mã nó đâu có giống nhau đâu ta. Thì bởi vậy tôi mới tức. Vì công việc làm giờ hành chính, tối về còn phải đi dạy thêm, chỉ rảnh mỗi thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi là tín đồ của mua hàng online. Tôi từng nghe qua những chiêu lừa khi mua hàng online nên tôi luôn cảnh giác. Vậy mà cũng có ngày mình bị lừa, tôi ấm ức kể lại mọi chuyện cho nhỏ bạn mình nghe. Bà cũng biết tính tôi hồi giờ rồi. Mua cái gì á tôi cũng đắn đo hết trơn á. Đừng có nói là mua hàng trên mạng. Sau khi á tham khảo giá của nhiều shop trên trang thương mại điện tử, tôi mới quyết định chọn mua một shop. Thấy độ tin cậy và đánh giá của shop cũng ok lắm bà. Tôi làm các thao tác đặt hàng mua hàng, rồi cẩn thận chụp lại cái hóa đơn đặt hàng thành công nữa. Tôi nhận hàng sau 3 ngày. Khi shipper giao hàng á, tôi mở gói hàng rồi kiểm tra mã sản phẩm trên thông tin giao hàng trùng khớp với mã sản phẩm tôi mua, nên tôi nhận hàng rồi trả tiền thôi. Hôm bữa tôi đặt cái máy rửa mặt này á, nó về hàng cho tôi á 3 ngày đầu tiên á, xài rất là ok. Cái tự nhiên tới ngày thứ tư á, tôi mở công tắc á, nó không chạy. Cái tôi mới tưởng đâu á là nó hết pin. Tôi cắm vô tôi sạc nguyên một ngày trời, cuối cùng nó cũng y chang vậy. Tôi mới nhớ là cái này nó có bảo hành, tôi mới gọi lên cho shop của nó để tôi máng vốn. Cái nó ăn nói ngang ngược với tôi bà. Rồi, tôi biết là shop nó nói gì với bà luôn. Có phải nó nói với bà là nó đã giao hàng cho shipper, cho nên á là cái sản phẩm nó có bị cái gì á, nó sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Ừ, vừa nói xong nó cúp máy ngang luôn bà. Tôi tức mình dễ sợ luôn, tôi định bụng á là tôi sẽ điều tra cái vụ này cho rõ ràng. Cái tôi mới nhớ chụp lại cái hóa đơn điện tử này nè, tôi mới lục lại tôi coi á. Rồi tôi coi lại cái sản phẩm của tôi thì tôi mới phát hiện ra. Bà mới phát hiện ra cái sản phẩm bà nhận được nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm bà đã đặt. Ừ, tôi tức dễ sợ luôn á. Cái mã sản phẩm mà lúc tôi đặt hàng á thì nó là một cái mã khác. Tới chừng tôi nhận hàng á, nó lại là một cái mã khác. Cái shop lừa đảo này á, nó tinh vi dễ sợ luôn á. Đến nỗi mà cái mã sản phẩm á, nó cũng làm cho y chang với lại cái mã trên hóa đơn. Bởi vì tôi đâu có nghi ngờ đâu.
Rồi, tôi hiểu luôn. Mà công nhận á, tụi nó tinh vi thiệt luôn á. Nên á, cho dù bà có cẩn thận cỡ nào á, thì cái mã sản phẩm á, nó giống với cái hóa đơn bà nhận quá trời rồi. Cho nên á, bà chủ quan, bà cứ nghĩ đó là cái sản phẩm đúng, cho nên bà mới thanh toán tiền. Rồi cho đến khi bà sử dụng rồi á, bà mới phát hiện ra là cái hàng nó có vấn đề, cái hàng nó bị lỗi. Bà gọi lại á, nói shop, thì shop nó nói á, ngang ngược với bà. Lúc đó á, bà lấy cái hóa đơn ra, bà kiểm tra lại á, thì bà so sánh, bà mới biết á, là bà bị lừa, đúng không? Ê, sao bà hay vậy? Tôi chưa kể luôn á. Bà biết luôn cái tâm lý lúc mà tôi nhận hàng luôn. Ê, đừng có nói với tôi á, bà cũng là nạn nhân bị lừa nha. Hay là... Ê, không có được nghi ngờ vậy nha. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Tại vì á, từ nãy giờ bà nói cho tôi nghe á, là bà mua hàng xong rồi á, bà trả tiền mặt luôn, đúng không? Tôi kể lại hết việc tôi đặt hàng nè, nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi xài được vài ngày là hư, gọi lại máng vốn á, thì bên shop ăn nói ngang ngược, không có chịu trách nhiệm. Nghe xong á, bạn tôi khẳng định á, là tôi đã sập bẫy lừa mua hàng trên mạng. Đối tượng á, mà bọn chúng nhắm tới á, là những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Ồ, mà tôi thấy cái chuyện á, mà mua hàng rồi thanh toán bằng tiền mặt á, nó bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái bà này, sao mà bà khờ quá à? Bà đợi tôi tí xíu đi, để tôi mở này cho bà coi. Bạn tôi á, liền mở một đoạn tin tức nói về trò lừa này cho tôi xem. Thì ra á, chiêu thức này bọn lừa đảo á, đã sử dụng từ lâu lắm rồi. Một thời gian rầm rộ rồi lắng xuống và bây giờ lại tái diễn tinh vi hơn. Sau khi người tiêu dùng chọn mua, những shop này sẽ chủ động phân loại đơn hàng thanh toán trước và đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt. Với đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, ví và được ghi nhận, sẽ khó thực hiện hành vi lừa đảo. Bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khiếu nại lên shop. Bởi vì khi giao dịch được xác lập thông qua thanh toán thành công bằng thẻ, ví điện tử, thì mọi vấn đề phát sinh về đơn hàng sẽ được trang thương mại điện tử can thiệp xử lý. Trong khi đó, đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt lại là đối tượng dễ dính lừa đảo nhất, trái ngược với tâm lý cho rằng trả tiền khi nhận hàng thì sẽ an toàn. Cụ thể, sau khi khách đặt mua hàng, các gian hàng này sẽ tiến hành hủy đơn hàng và lưu lại thông tin của khách, rồi chuyển cho khách món hàng kém chất lượng khác. Việc này thường diễn ra trót lọt bởi gian hàng lợi dụng việc nhiều người mua không theo dõi quá trình vận chuyển hàng, thậm chí không biết đơn hàng đã bị hủy. Đó, bà thấy chưa? Mấy cái shop này á, nó chuyên gia lợi dụng mấy cái người mà ham hàng giá rẻ. Rồi á, nó đăng mấy cái sản phẩm á, giá thấp hơn những cái sản phẩm tương đương với các shop khác. Thiệt luôn á. Chứ tôi hỏi bà nè, hàng giá rẻ ai mà không thích đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu. Công nhận á, bọn chúng tinh vi ghê luôn á. Tôi đã cẩn thận kiểm tra hàng trước, vậy mà vẫn bị lừa. Thưa quý vị, từ rủi ro thanh toán bằng tiền mặt với các đơn hàng mua trực tuyến, khi mua hàng thì quý vị hãy nhớ là câu tiền nào của nấy. Những sản phẩm nào được đăng bán với giá rẻ so với thị trường thì quý vị hãy thận trọng cân nhắc vì sao lại rẻ như vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua phải hàng giả quý vị nhé. Mẹ! Đi đây, cô nương. Nịnh nịnh muốn chuyện gì nữa không? Mẹ, con đói quá, có gì ăn không? Thấy chưa? Đi chơi, đi cà phê với bạn cả ngày, giờ đói bụng về cái kêu mẹ mẹ. Đói bụng thì tự xuống nấu mì ăn. Mẹ này. Nhung ăn gì không? Vậy chị xuống nấu mì luôn cho nha. Ờ được đó chị. Chị nấu cho em bỏ 2 cây xúc xích với trứng luôn nha. Con ngồi xuống đó. Còn con á, đói bụng thì tự đi xuống nấu. Chị Bích đâu phải ô xin đâu mà tối ngày con làm phiền tao hoài vậy. Mẹ nói gì kỳ vậy? Có bao giờ con xem chị Bích là ô xin đâu. Cái gì nữa? Còn trả lời nữa hả? Không phải là ô xin mà tối ngày cái gì cũng chị Bích ơi, chị Bích à. Đi cà phê cũng chị Bích chở. Rồi làm bài, học bài cũng kêu chị Bích làm giùm nữa. Phải con không vậy? Chuyện nhỏ mà cô để tâm chi? Con á, ở trên đây chỉ có một thân một mình thôi. Cũng may á, mà tìm được chủ nhà tốt. Thương con á, như là cô với em đây. Cho nên á, là con xem hai người như là người thân của con vậy đó. Cô đừng có ngại nha. Đó, mẹ nghe chưa? Chị Bích xem con là người nhà kìa. Thì con cũng xem chị Bích là người nhà á. Người nhà thì phải nên giúp đỡ nhau chứ. Con còn lẻo lẻo nữa hả? Con đâu có coi chị Bích người nhà đâu. Chẳng qua con thấy chị Bích hiền lành dễ thương. Cái gì con cũng làm phiền ta hết á. Bây giờ nếu con coi chị Bích là người nhà
thì đi xuống dưới nấu mì, hai chị em ăn. Được không? Ba cái đồ quý yêu nè, nấu cái một xong chứ gì. Thôi, để chị nấu cho. Thôi, chị ngồi đó chơi đi, để em xuống nấu cho. Con để cho em nó làm, con chiều nó riết nó hư đó. Dạ. Cô ơi, con... Cái gì vậy con? Làm gì móc ba bút vậy? Con có chuyện này muốn thưa với cô. Hiện tại á, thì công việc của con nhiều quá, nhưng mà con định đem hồ sơ về nhà làm á cô, nhưng mà con không có laptop, nên là con định mua laptop á cô. Ừ, được mà. Nhưng mà sao? Nhưng con không có đủ tiền. Ý con là con muốn mượn tiền cô phải không? Dạ không, con không ý định mượn tiền cô đâu. Con định mua trả góp. Con có ra hỏi người ta rồi. Con định mua cái laptop 20 triệu. Nhưng mà nếu mà con có hộ khẩu thành phố á, thì chỉ trả 3 triệu rưỡi, rồi lãi suất rất là thấp. Còn nếu con chỉ có giấy chứng minh nhân dân thôi á, thì con phải trả trước 8 triệu, rồi lãi suất rất là cao luôn á cô. Cho nên là con định nhờ cô đứng tên giùm con để con mua trả góp cái máy tính á, rồi con sẽ đóng tiền đầy đủ cho cô, không có để ai phiền đến cô đâu cô. Khi nghe con bé nó mấp mé là biết ý định của nó rồi. Đúng là con bé nó ngoan ngoãn hiền lành. Ở trọ nhà tôi 3 năm nay rồi chưa bao giờ làm tôi phiền lòng hết. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ba cái vụ mượn giấy tờ rồi đứng tên giùm á, lỡ nó không đóng thì làm sao? Thiệt tôi ngại lắm nên tôi lựa lời nói khéo. Cô nói con nghe. Thôi cô cũng nói thẳng luôn á, mình mít lòng trước thì được lòng sau. Cô biết là con ở đây với cô mấy năm nay, con hiền lành, dễ thương. Con nhờ cô cái gì cũng được hết á. Nhưng mà cái chuyện này á, thì cô không có giúp con được đâu. Cô cũng lớn tuổi rồi, mà bây giờ á, giấy tờ này kia cô không có rành, rồi phiền lắm. Vậy đó, bây giờ con tự tính rồi tiền bạc sao con mua nha, chứ cô không có giúp được con. Ủa, giúp chuyện gì vậy mẹ? Thì chị Bích tính mua cái laptop, mà kêu mẹ đem giấy tờ ra rồi đứng tên mua trả góp giùm chị. Mẹ không có đồng ý. À, con hiểu rồi. Mà con thấy chuyện đó là chuyện nhỏ mà, mẹ giúp chị ấy đi. Nhỏ cái gì? Không phải là cái gì hết á, nhưng mà nó rất là kỳ. Con coi đó, mẹ kinh doanh như vậy nè, rồi đứng ra mua đồ trả góp, mỗi tháng người ta đi xuống, người ta thâu tiền, rồi phiền phức giấy tờ nữa. Con không kỳ chứ mẹ kỳ lắm luôn á. Vậy không có đâu cô, hàng tháng con sẽ đóng tiền đầy đủ mà, không có để họ xuống nhà mình đòi đâu. Dạ phải rồi đó mẹ, giờ không ai tới nhà mà thu tiền góp nữa đâu. Mình muốn đóng tiền thì chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc là tới cửa hàng trực tiếp để mình đóng tiền thôi à. Mẹ nói mẹ không có giúp là không có giúp, mẹ không có làm được cái chuyện này. Dạ, nếu mà cô không muốn giúp thì thôi, con có giấy chứng minh nhân dân mà, con có thể tự mua được. Em có biết mấy cái vụ trả góp này là có chứng minh nhân dân á, là mình vẫn mua được, nhưng mà lãi suất cao lắm á. Ờ, đúng rồi đấy em. Lãi suất sẽ rất là cao so với việc mình có hộ khẩu thành phố. Hôm trước á, chị có nói với em rồi đó. Chị đang gom góp tiền để gửi cho mẹ chị ở dưới quê để sửa lại cái bếp. Nếu mà mình có hộ khẩu thành phố thì mình sẽ tiết kiệm được cái khoản đó để gửi tiền về cho mẹ chị. Cho nên chị mới nhờ cô đứng tên giùm, chứ chị cũng ngại lắm. Đó, mẹ nghe chưa? Mẹ giúp chị ấy đi. Chị ấy ở trong nhà mình cũng lâu rồi. Việc gì khó khăn chị ấy cũng đều giúp mẹ con mình hết á. Mẹ có nhớ cái lần mà mẹ bị té không? Cũng may là nhờ chị Bích ở nhà, nếu không con cũng không biết phải làm sao luôn á. Giờ có cái việc đứng tên giùm mà, thôi mẹ giúp chị ấy đi. Với lại nhà cửa dưới quê của chị á, mình cũng biết mà.
Thiệt tình là tôi không có muốn cho mượn giấy tờ hay đứng tên dùm gì hết đâu. Nhưng thấy con mình cứ nài nỉ mình, giả lại, con tôi nó nói cũng có lý. Hai mẹ con tôi đúng là nhận được sự giúp đỡ của con bé rất là nhiều. Nghĩ rằng mình biết nhà, biết cửa, biết ba mẹ của nó ở quê, rồi giấy tờ của nó tôi cũng đang giữ. Nên tôi đồng ý với nó. Chứ mà từ chối á, thì sau này ra vô gặp mặt hay có nhờ giả gì nó cũng kỳ lắm. Thôi thì con nói vậy mẹ cũng đồng ý. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Nhung. Mà con tính chừng nào con mua? Dạ, con định ngày mai mua luôn á cô. Vậy thì sáng mai cô đi với con ra cửa hàng. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Nhung nha. À, cái việc mà hôm bữa em nhờ chị á, hỏi xin thực tập trong công ty của chị á, chị có hỏi nhân sự rồi, họ đồng ý rồi đó. Vậy hả chị? Trời, em cảm ơn chị nhiều nha. Thôi, ăn mì đi chị, nó hết trơn rồi. Wow, ngon quá. Dạ, ăn mì nha. Dạ. Qua hôm sau, tôi với con bé đi lên cửa hàng mua laptop rồi làm thủ tục vay trả góp. Tôi đứng tên với khoản nợ là 20 triệu đồng. Ký giấy tờ đứng tên giùm. Trong lòng tôi luôn hy vọng những gì mình lo lắng sẽ không xảy ra. Nhưng đúng là chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại ập tới. Alo. Dạ alo, cô có phải là cô Trần Thị Ba không ạ? Đúng rồi, tôi là Trần Thị Ba nè. Con là nhân viên bên công ty tín dụng. Hợp đồng vay trả góp của cô đã quá hạn 7 ngày rồi chưa có thanh toán. Làm phiền cô lên ngân hàng hoặc tới cửa hàng nơi mua hàng để thanh toán phí nha cô. Đây là cuộc gọi nhắc nợ lần thứ 5 rồi đó. Nếu cô còn không thanh toán khoản phí này á, bên tụi con sẽ có biện pháp mạnh hơn để xử lý. Tôi đã báo với lại bên công ty rồi. Tôi á là đứng tên mua giùm nó thôi. Nó là con nhỏ ở nhà trọ của tôi á. Rồi việc chi trả là nó phải trả. Còn tôi á, tôi đâu có biết cái gì đâu. Bên công ty con á, chỉ căn cứ theo giấy trắng mực đen thôi cô ơi. Cô là người đứng tên, là người ký hợp đồng vay trả góp này. Thì bên con chỉ biết có cô thôi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Phiền cô trong ngày hôm nay lên thanh toán phí nha. Ừ, rồi. Vậy nghe, để từ từ rồi tôi tính. Sau khi tôi liên tục bị bên công ty cho vay đòi nợ, hợp đồng mua trả góp laptop, mẹ con tôi gọi cho nó thì nó khóa máy. Tôi bất an gọi về cho gia đình nó ở quê thì không liên lạc được ai được. Tôi mới nói con gái đi lên công ty của nó hỏi thăm xem thế nào. Chứ thiệt lúc đó tôi không có tin là nó đi công tác đâu. Có thể là nó lừa mẹ con tôi rồi lấy laptop bỏ trốn luôn. Mẹ ơi, con tới công ty của chị ấy rồi. Bên công ty họ báo á là chị ấy đã xin nghỉ việc một tuần nay rồi. Chứ không phải đi công tác như là chị ấy nói với mình đâu. Chị đó là con nhỏ này nó đã có kế hoạch từ trước rồi đó. Bởi vì tuần trước nó mới nói với mẹ là nó đi công tác. Rồi nó ôm cái laptop đi luôn. Coi cái mặt nó hiền lành như vậy á. Mà quá trời luôn hả? Trời, còn cái khoản vay nữa. Không lẽ giờ mẹ phải trả hết luôn hả? Chứ sao nữa. Hôm bữa đó mẹ không có muốn giúp nó rồi, mà con cứ kêu mẹ đứng tên giùm nó đi. Rồi bây giờ người ta kêu mẹ không nè, mẹ phải trả chứ còn ai nữa. Cái con nhỏ đó thiệt tình à. Cái con nhỏ này không biết làm sao nữa. Gọi điện cho nhà nó từ hồi sáng tới giờ không ai bắt máy hết trơn. Đâu, mẹ gọi lại lần nữa coi, lỡ bắt máy thì sao? Alo, alo, à, chị hả? Chị cho hỏi Bích nó có về nhà không vậy chị? À, vậy hả chị? Vậy hả? Ủa, sao rồi mẹ? Mấy tháng này nó có về nhà đâu. Nó đi đâu, nó đâu có liên lạc về nhà. Cái con nhỏ này thiệt tình à. Mặt mày nó hiền lành như vậy á, mẹ đâu có ngờ đâu. Mẹ, bây giờ sao hả mẹ? Giờ sao nữa? Hay hai mẹ con mình lên báo công an đi.
chứ đâu phải mình để tự nhiên rồi mà mắc nợ thiếu nợ như vậy. Dạ dạ dạ, đi mẹ. Đi. Đúng là ông bà ta nó có đâu sai. Là Mai lãnh nợ mà, cũng do mẹ con tôi quá chủ quan, đặt niềm tin sai chỗ. Mong bà con mình cảnh giác, nhất là những chuyện liên quan đến tiền bạc. Và bây giờ thì chim trời cá nước, chẳng biết mẹ con bà ba sẽ lần ra cô gái ở trọ bằng cách nào. Mà nếu có tìm được thì chắc gì bắt được cô ta trả tiếp nợ gốc. Vì rõ ràng người đứng tên vay là bà ba, ai sẽ làm chứng cho bà đây? Đây là một bài học cho mẹ con chủ nhà trọ đã đặt niềm tin sai chỗ. Con Huy mong rằng quý vị cũng cẩn trọng, tuyệt đối không đưa thông tin giấy tờ tùy thân hoặc là đứng tên giùm như thế này. Tôi có một căn nhà rộng rãi nằm ở mặt tiền đường, rất thuận lợi cho kinh doanh, nên vợ chồng tôi có mở quán cà phê phía trước. Phía trong là vợ chồng tôi ở, còn dư ba phòng thì tôi cho thuê trọ. Nhưng giờ vợ chồng tôi tính về quê lập nghiệp luôn, nên có ý định rao bán ngôi nhà này. Rao bán gần cả tháng rồi, nhưng miết vẫn chưa bán được. Ngày hôm ấy khi tôi đang ở quán thì có một người đàn ông lạ mặt đi tới. Mấy đứa ơi, có khách vô kìa. Trời ơi, anh là chủ quán. Dạ đúng rồi, có gì không anh? Dạ mời ông anh ngồi. Hôm trước thỏa thuận mua nhà, khi mà giao tiền xong hết rồi thì sau một tuần là mấy anh dọn quán để trả mặt bằng lại cho tôi mà. Tôi có bán nhà cho anh gì đâu mà dọn hay không dọn. Hôm trước tôi với cô Quyên ra ngoài văn phòng công chứng là đã thỏa thuận ký hợp đồng rồi chuyển nhượng sang tên, tôi thanh toán đầy đủ hết rồi. Anh nói cái gì? Cô Quyên bán cái nhà này cho anh? Đúng rồi. Cô Quyên á chỉ là người tôi nhờ tìm khách để bán nhà này giùm tôi. Tôi mới là chủ căn nhà này. Tôi mới là chủ căn nhà này. Đây là giấy tờ nhà đất chuyển nhượng sang tên của tôi luôn rồi. Anh xem, tôi với cô Quyên làm ngoài phòng công chứng, tôi đã thanh toán tiền chuyển khoản đầy đủ hết. Cô Quyên bán cái nhà này cho anh? Đúng rồi. Đây là giấy tờ chú nhờ con đi thẩm định giùm chú. Cô Quyên á là người ở trọ nhà tôi cũng gần một năm rồi. Biết được cổ làm bất động sản, cụ thể là nhân viên mua bán, nên tôi nhờ cổ giúp tôi bán nhà. Tại tôi không có thời gian dẫn khách tới lui xem nhà, vì vợ chồng tôi đi về quê thường xuyên lắm. Khi nghe cổ hỏi mượn giấy tờ nhà để kiểm tra rồi chụp lại, sau đó gửi ngân hàng thẩm định giá, cổ hứa sẽ giúp tôi bán được giá cao nhất có thể. Tôi không hề nghi ngờ gì, mà lại cảm thấy cổ rất là nhiệt tình giúp tôi nữa chứ. Mọi chuyện á chú nhờ con giúp đỡ chú hết. Dạ. Lúc này á công việc chú lu bù lắm, thêm á công ty mới đi vào hoạt động nữa, còn thím bay ở quản không có nổi đâu. Vậy thì chú cứ yên tâm mà chú lo công việc với lại công ty đi, còn cái chuyện nhà cửa này để con lo. Cô Quyên á, cổ có kêu tôi đưa hồ sơ gốc cho cổ đi thẩm định giá bán nhà. Ai mà chẳng muốn bán được giá cao, nhưng bán không được. Cổ đem trả hồ sơ lại cho tôi rồi. Không lẽ anh ngồi đi chờ tôi nha. Chờ tôi một chút. Nè, anh coi đi. Đây mới là giấy tờ thiệt. Tôi mới chính là chủ căn nhà này. Sau khi so sánh hai bộ giấy tờ, tôi và ổng đều tá hỏa khi phát hiện hai bộ giấy tờ này thật sự rất giống nhau. Chỉ khác là một bộ tên tôi, còn một bộ tên của cô Quyên. Tôi cũng đã hiểu chiêu trò của cô Quyên đó rồi. Tức là sau khi có được bộ giấy tờ nhà của tôi, cổ đã đem đi làm giả một bộ y hệt như vậy. Và người đứng tên tất nhiên là cổ. Và đem ngôi nhà này bán cho ông ấy, chiếm trọn số tiền nhà mà ông ấy đã giao. Chú mua cái căn nhà này thì sao?
À, người ta hết hợp đồng rồi chú. Bây giờ nếu mà chú muốn mua phải không, là mình làm xong thủ tục là người ta tự động chuyển ra luôn. Dạ. Sao chú thấy làm sao? Ở đây thích hợp kinh doanh rồi. Nói chung là đầy đủ luôn chú, gần đông đúc. Nếu mà chú mua căn nhà này thì con muốn nhận tiền mặt hay là chuyển khoản? À dạ, nếu mà chú quyết định mua thì con với chú sẽ ra văn phòng công chứng, rồi mình sẽ làm giấy tờ thủ tục rồi sang tên cho chú, rồi chú chồng tiền cho con tại văn phòng công chứng luôn. Rồi, vậy là tiền mặt. Dạ. Rồi. Dạ. Hôm đó tôi cùng với cô Quyên ở ngoài phòng công chứng á, thì người ta đã kiểm tra tất cả nhân thân rồi giấy tờ các kiểu nữa đều là hợp lệ hết, nên tôi muốn mua căn nhà này. Lúc đó tôi còn hỏi thêm cái giấy tờ này nữa, thì người ta khẳng định với tôi là giấy tờ này nè, chỉ có chủ sở hữu mới có thể chích sao ra được, nên không có nghi ngờ gì về cái giấy xác nhận chứng minh nhân dân do cái người yêu cầu công chứng hợp đồng đó cung cấp. Tôi hỏi rất là rõ ràng, bên công chứng người ta làm cũng rõ ràng giải thích cho tôi. Thành ra khi mà làm giấy tờ chuyển nhượng dấu tay gì xong xuôi ký thì tôi mới chuyển khoản hết cho cô Quyên. Vậy á là tôi hiểu rồi. Cô Quyên á đã lấy bộ hồ sơ gốc của tôi á để làm ra một bộ y chang như vậy. Nhưng mà bên công chứng cũng chuyển tên sở hữu cho tôi mà. Không được. Chuyện này tôi sẽ nhờ bên chính quyền giải quyết. Bên tôi mua là ra công chứng rõ ràng. Ông ấy không chấp nhận được việc mình đã bị lừa mất tiền và trình báo cho cơ quan công an. Nhưng bên cơ quan công an cho hay á là vụ việc này á rất là khó giải quyết, vì mọi thông tin bằng chứng đều á gây bất lợi cho ông ấy. Hiện công an đang rao riết truy tìm kẻ lừa đảo, sớm trả lại số tiền mua nhà cho ông. Thưa quý vị, nhà đất là tài sản có giá trị lớn, nếu bị lừa đảo sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Về phía bên văn phòng công chứng viên có kiểm tra các loại giấy tờ do các bên yêu cầu công chứng cung cấp bằng mắt thường và bằng kinh nghiệm thực tế, chứ không đủ điều kiện cũng như là phương tiện để xác định giấy tờ thật hay giả như một giám định viên, nên họ cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Vậy nên, Quang Huy mong rằng quý vị hãy luôn cảnh giác khi mua, bán hoặc là chuyển nhượng nhà đất để tránh rủi ro quý vị nhé.